Hi, xin chào các bạn. Đã rất lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau. Hôm nay kênh Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn tiếp tục một số các cái công cụ cơ bản trong Illustrator bổ sung cho những phần còn thiếu trước đó. Bởi vì trước đó thì do một số vấn đề cho nên là thời gian gấp rút, cho nên là kênh Hue Design đã làm các cái clip hướng dẫn cụ thể chi tiết từng phần các cái công cụ cơ bản, công dụng, chức năng, ứng dụng của các cái công cụ cơ bản trong Illustrator. Tuy nhiên là do thời gian cũng như là do một số các cái vấn đề mà chúng ta bị ngắt quãng, nghĩa là các cái phần hướng dẫn đã bị thiếu mất một số phần. Cụ thể đây thì phần 1 vẫn còn thiếu một chút và chương 2, chương 3, nghĩa là phần 2, phần 3. Cho nên là hiện tại Hue Design đang tiếp tục làm thêm các cái clip bổ sung vào để cho cái phần bài giảng, cái hệ thống bài giảng được hoàn thiện hơn và đầy đủ hơn. Trong hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cái công cụ cơ bản, đó là công cụ Free Transform. Công cụ Free Transform viết tắt là E. Với công cụ Free Transform này thì giống như cái tên của nó, đó là chúng ta có thể biến dạng tự do các cấu trúc của đối tượng. Vậy dùng chúng như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái công cụ Free Transform để chúng ta cùng hiểu rõ hơn. Ở đây tôi đã minh họa một số các cái ứng dụng, các cái chức năng của Free Transform. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Free Transform phím tắt là E. Công cụ này dùng để làm biến dạng các đối tượng và có một số các cái cách thức biến dạng sau. Nếu như muốn làm biến dạng đối tượng thì trước hết chúng ta phải tạo ra một đối tượng nào đó đã, chúng ta mới có thể mở được các cái công cụ đấy. Ví dụ bây giờ tôi sẽ sử dụng một hình vuông bất kỳ. Khi có đối tượng rồi, chúng ta sẽ click chọn vào đối tượng bằng chuột đen. Sau đó các bạn click vào công cụ Free Transform, chúng ta sẽ thấy xuất hiện 3 công cụ và chức năng của chúng như sau. Với công cụ số 1 trong nhóm Free Transform thì chức năng của nó đó chính là làm biến dạng đối tượng nhưng theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc của đối tượng, ví dụ như này. Khi các bạn thấy là tôi click vào trung điểm của cạnh trên chẳng hạn và tôi di chuyển nó tới cái vị trí mà tôi muốn, tôi có thể di chuyển độ cao độ tùy ý, vị trí tùy ý, hoặc nếu như muốn giữ nguyên chiều cao của nó mà chỉ xô nghiêng đi thôi thì tôi có thể giữ thêm phím Shift. Trong quá trình di chuyển là tôi sẽ giữ thêm phím Shift như thế này. Đây, ví dụ đối với chiều ngang này chẳng hạn, tôi muốn thay đổi chiều dọc thì tôi cũng chọn công cụ này, chọn đối tượng, sau đó tôi đặt vào trung điểm của cái cạnh chiều dọc này, sau đó tôi di chuyển. Và tương tự như vậy, cũng để giữ nguyên cái chiều rộng của cái hình này thì tôi sẽ giữ thêm phím Shift. Các bạn sẽ thấy rằng là nó không hề bị thu hẹp hoặc mở rộng cái chiều ngang, còn nếu không thì nó có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy ý theo cái vị trí của con trỏ chuột chúng ta. Chúng ta cũng có thể làm biến dạng đồng đều cả hai chiều như thế này. Và sau khi làm biến dạng bất kỳ một lệnh nào đó rồi thì các bạn cũng có thể tiếp tục lựa chọn các cái khác, ví dụ như lệnh xoay hay là chúng ta cũng có thể thu nhỏ, phóng to thu nhỏ tùy ý, vẫn tiếp tục sử dụng cái lệnh transform, hoặc là chúng ta cũng có thể thay đổi hình bằng cách xô nghiêng trên dưới trái phải tùy ý theo ý chúng ta muốn. Lệnh số 2 trong Free Transform đó chính là chúng ta có thể dùng để biến dạng đối tượng theo kiểu phối cảnh, nghĩa là nó sẽ có độ xa gần, có chiều sâu. Dụ khi chúng ta click chọn vào đối tượng và click vào công cụ số 2 biến dạng kiểu phối cảnh thì chúng ta có thể thao tác bằng cách click chuột và giữ chuột vào đầu góc của đối tượng. Sau đó chúng ta sẽ giữ và di chuyển. Các bạn sẽ thấy nếu như các bạn di chuyển trên dưới thì hình của chúng ta sẽ mở rộng theo chiều cao hoặc là thu hẹp theo chiều cao, ví dụ như này, thì các bạn sẽ thấy hình của chúng ta có cảm giác hút sâu vào phía trong. Đó. Hoặc là khi các bạn sử dụng công cụ, vẫn công cụ này như chúng ta thì kéo theo chiều ngang, hoặc là đẩy vào trong, hoặc là kéo ra ngoài, thì chúng ta sẽ thấy hình của chúng ta có thể phóng to, nó sẽ có thể hút theo chiều ngang hoặc là nở rộng theo chiều ngang. Ví dụ để nhìn rõ hơn thì tôi sẽ sử dụng hình vuông, chúng ta nhìn sẽ dễ hơn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng hình vuông để minh họa được rõ hơn. Ví dụ như này. Đó. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ biến dạng hình từ hình vuông trở thành hình bình hành. Hoặc là hình như thế này. Đó là biến dạng kiểu phối cảnh. Rồi là tôi lấy ví dụ với một hình vuông. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta có nhiều hình vuông và chúng ta làm biến dạng cùng một lúc thì sẽ như thế nào?
Tôi sẽ làm thử cho các bạn xem. Đây, ví dụ các bạn tưởng tượng đây là chúng ta là một bức tường chẳng hạn. Ở đây tôi sẽ thu hẹp lại. Đó, nhìn như là những viên gạch, ví dụ như thế. Vậy thì bây giờ tôi muốn cái hình này của tôi thay vì một bức tường phẳng thì nó sẽ có chiều sâu hơn chẳng hạn. Vậy thì tôi sẽ sử dụng công cụ phi chăn phong, công cụ số 2, biến dạng kiểu phối cảnh. Sau đó tôi sẽ thu hẹp một đầu lại. Đó, thì các bạn sẽ thấy à, bây giờ hình của tôi thay vì nó là thẳng ngang, bây giờ nó sẽ có chiều sâu, độ hút hơn. Hoặc là tôi muốn nó nở rộng ra thì tôi cũng sẽ kéo ra như này chẳng hạn. Đây, thì các bạn sẽ thấy chúng ta, hình của chúng ta nó có chiều sâu, độ hút hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng màu gradient. Thay vì chúng ta sử dụng màu phẳng thì chúng ta sử dụng màu gradient như này chẳng hạn. Đây, các bạn thấy nó có chiều sâu hơn chưa ạ? Hiện tại tôi đang để viền màu đen. Bây giờ tôi sẽ tắt viền màu đen đi, để chúng ta chỉ để một màu đen trắng thôi. Các bạn sẽ thấy nó có độ sâu hơn rất là nhiều, sẽ có chiều sâu không gian hơn. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn công cụ số 3 trong phần Free Transform này. Đó là công cụ làm biến dạng bóp méo kiểu tự do. Thực ra cái thao tác này thì các bạn có thể thấy rằng là tôi đang sao chép rất nhiều hình một cách rất là nhanh chóng. Vậy thì đây là tôi đang sử dụng cái lệnh Transform Again mà tôi đã hướng dẫn các bạn ở phần trước đó. Bây giờ khi mà có một loạt các hình như này rồi, tôi sẽ sử dụng lệnh số 3, đó là Free Distort, dùng để bóp méo tự do các đối tượng. Ví dụ bây giờ tôi có một đối tượng rồi, tôi click vào công cụ Free Distort, sau đó tôi đặt vào đầu góc của đối tượng như này chẳng hạn. Tôi có thể di chuyển vị trí bất kỳ vào phía sâu phía trong, hoặc là tôi mở rộng ra, các bạn sẽ thấy các cái đường path màu xanh xuất hiện, đúng không ạ? Đó là hiển thị vị trí tương lai của đối tượng. Ví dụ bây giờ tôi sẽ đẩy vào phía trong chẳng hạn, các bạn sẽ thấy hình của chúng ta được bóp méo toàn bộ. Và lúc này đối tượng gây cho chúng ta một cái cảm giác có chiều sâu, có độ hút. Chúng ta cũng có thể phối hợp cùng một lúc nhiều lệnh, ví dụ như này. Sau khi làm biến dạng đối tượng rồi thì chúng ta cũng có thể thay đổi cái màu sắc tương tự như vừa rồi chúng ta đã làm chẳng hạn. Thì để cho cái hình của chúng ta nó có cảm giác xa gần, chiều sâu và có độ hút. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn chức năng cơ bản của cái nhóm công cụ Free Transform. Ở đây thì chúng ta có thể ứng dụng vào trong rất nhiều trường hợp. Sau này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn các cái ví dụ cụ thể, hoặc là trong cái sản phẩm, hoặc trong thiết kế chúng ta có thể mở rộng hơn kiến thức. Còn hiện tại thì tôi giới thiệu với các bạn cái chức năng cơ bản của đối tượng đã. Bây giờ tôi sẽ thao tác lại một số các cái biến dạng của đối tượng để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, ví dụ như này, các bạn sẽ thấy hình dung cái rõ hơn cái công cụ và chức năng của Free Transform. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần này. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.